Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam. Công tác chuẩn bị cho hội chợ Xuân Hưng Yên năm 2018. Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm quyên góp 82 triệu đồng ủng hộ học sinh bị tai nạn giao thông. Tấm lòng nhân ái của cô giáo Trần Thị Thục ở trường tiểu học Đỉnh Cao B, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ban Đảng Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu chỉ đạo quán triệt mục đích yêu cầu của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Tại hội nghị này, Tỉnh ủy cần nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành trong năm 2017, thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đánh giá khách quan toàn diện công tác cán bộ sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8. Đồng chí yêu cầu từng đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, kiên quyết kiên trì trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, Tỉnh ủy phải bàn thật kỹ lưỡng, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, để qua hội nghị này góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy coi trọng việc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, việc sơ kết tổng kết quán triệt, triển khai các nghị quyết chỉ thị, kết luận của các cấp, đảm bảo yêu cầu và đạt kết quả tốt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên các mặt công tác khác như công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận và vận động quần chúng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đều đạt được những kết quả nổi bật. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, trình bày báo cáo tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các tham luận tại hội nghị đã chỉ rõ những bài học kinh nghiệm cùng những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, thu ngân sách nhà nước cũng như việc cung cấp thông tin định hướng tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2017, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế xã hội, thu ngân sách được Trung ương đánh giá cao. Việc thu hút dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh trong mấy năm qua đạt kết quả tích cực, đã thu hút được nhiều dự án của các nhà đầu tư lớn. Dự án có công nghệ hiện đại như dự án nhà máy Tôn Hòa Phát, Daikin của Nhật Bản. Khi đi vào hoạt động, mỗi năm các doanh nghiệp này sẽ có số nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 200 đến 300 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành thuế, tài chính, kho bạc thời gian tới cần nâng cao hiệu lực quản lý và thu ngân sách, không để xảy ra tình trạng nợ động thuế.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương sự nỗ lực của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng để Hưng Yên đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu kinh tế xã hội cùng với điểm nhấn về quy hoạch thị xã Mỹ Hào và các công trình trọng điểm khác sẽ là tiền đề để thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, toàn đảng bộ cần quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ tỉnh. Ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong báo cáo, tôi xin được lưu ý thêm một số nội dung sau. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp các ngành không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những địa bàn nổi cộm phức tạp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Điểm thứ hai là cần coi trọng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện chuẩn hóa và siết chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, phát huy tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở các cấp các ngành, quyết liệt thực hiện chủ trương từng bước thay thế cán bộ trẻ là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại các xã phường thị trấn. Đây là nhiệm vụ khó nhưng rất quan trọng và vô cùng có ý nghĩa chiến lược trong công tác tổ chức cán bộ, tạo nguồn cán bộ tương lai cho tỉnh trong các giai đoạn sau. Nghiêm túc tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các quy chế quy định của Đảng, nhất là quy định tiêu chuẩn, chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy định về luân chuyển cán bộ, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Tổ chức tốt việc kiểm điểm đánh giá sơ kết các chương trình đề án và tới đây lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Công việc này phải được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, trung thực. Điểm thứ ba là cần phải thống nhất cao hơn nữa nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị trong tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, nhất là nghị quyết 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017. Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trọng tâm là rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối các cơ quan đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng và thực hiện bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm, chủ động đổi mới công tác đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ. 4. Là thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, vấn đề thiết yếu và bức xúc của cuộc sống người dân như quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, quản lý các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, chính sách xã hội, việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành nghị quyết chỉ thị quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra ở cơ sở để tránh tình trạng nặng trên, nhẹ dưới, tăng cường giám sát việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị sau các cuộc kiểm tra giám sát. Điểm thứ 5 là hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tinh thần đổi mới thì cần nâng cao hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2018, năm dân vận chính quyền, đẩy mạnh thực hiện quy chế giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội nhằm mở rộng và phát huy dân chủ, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, toàn dân, thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sau hội nghị này, cùng với việc tập trung triển khai các nhiệm vụ nói trên, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất vụ xuân, tăng cường công tác phòng bệnh dịch cho gia súc gia cầm, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh cho người thời điểm giao mùa, chuẩn bị bảo đảm chu đáo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thưa các đồng chí, với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, chúng ta tin tưởng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung phát huy lợi thế và mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dịp bước sang năm mới 2018 và chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, xin được kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu dự hội nghị sức khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới dành nhiều thắng lợi mới. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long 2, chuyên sản xuất các thiết bị xứ vệ sinh. Đến nay, sau 2 năm hoạt động, công ty tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Để mở rộng sản xuất, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 3 nhà máy tại Hương Yên, nâng tổng diện tích lên 24 ha và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 3 tới. Ông Yamasaki Masao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam cũng cho biết, vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công ty có kế hoạch đến thăm và tặng quà các cháu học sinh trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho trẻ khuyết tật huyện Tiên Lữ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng biểu dương những đóng góp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam vào ngân sách tỉnh cũng như tạo việc làm cho nhiều lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí bày tỏ niềm vui trước việc công ty tiếp tục mở rộng sản xuất trên địa bàn và khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoạt động. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Mậu Tuất ngày 29 tháng 1, đoàn công tác quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 3 đã đến thăm tặng quà thương bệnh binh và cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Tại trung tâm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã ân cần động viên thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình các thương bệnh binh và công tác chăm sóc nuôi dưỡng người có công của trung tâm. Đồng chí Chính ủy quân khu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn và những mất mát mà các thương bệnh binh đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các thương binh bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, tích cực điều trị thương tật, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ nhân viên của trung tâm cần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các thương binh bệnh binh và người có công về đây điều dưỡng. Trước đó, đoàn cũng đã đến kiểm tra và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mới đây, một số người con quê xã An Viên, huyện Tiên Lữ hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội đã vận động bạn bè, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật miễn phí và tặng quà cho các gia đình, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Đoàn đã tặng 62 xuất quà gồm gạo, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo ở các thôn, một xuất quà trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Tặng hội người cao tuổi xã một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng và trao tặng 4 sổ tiết kiệm mỗi sổ 5 triệu đồng cho hội khuyến học xã và 3 hộ dân. Cũng nhân dịp này, con em quê hương An Viên tại Hà Nội và các doanh nhân, các nhà hảo tâm đã tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh con các gia đình nghèo đang học ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 3 triệu đồng cho 2 cháu của trường mầm non xã. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của những người con quê hương giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân khi Tết đến xuân về. Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm vừa tổ chức buổi quyên góp ủng hộ học sinh bị tai nạn giao thông. Nạn nhân là em Cao Thị Huyền Trang, sinh năm 2000, học sinh lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Hùng Vương.
Ngày 9 tháng 1, trên đường đi học, em Trang không may bị tai nạn giao thông, khiến em phải cắt bỏ tay trái, liệt hai chân, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Hoàn cảnh gia đình Trang rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo. Trước hoàn cảnh đó, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hùng Vương đã kêu gọi các cơ quan đơn vị trong huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh và hơn 800 học sinh của nhà trường chung tay quyên góp ủng hộ. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã thu được số tiền gần 82 triệu đồng, trong đó có nhiều cá nhân ủng hộ với số tiền lớn như ông Đoàn Khả Mão, ông Trịnh Phan Duệ, mỗi người ủng hộ 5 triệu đồng. Số tiền trên đã được nhà trường và các nhà hảo tâm trao tận tay gia đình tại Bệnh viện Việt Đức để giúp em Trang và gia đình vượt qua khó khăn, mau bình phục để tiếp tục trở lại học tập. Ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, nhiều người vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về tấm lòng nhân ái của cô giáo Trần Thị Thục, hiệu trưởng trường tiểu học Đình Cao B. Suốt 4 năm qua, cô đã nhận nuôi em Trần Văn Phúc là học sinh lớp 5 của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha, mẹ phải đi làm ăn xa. Kể từ ngày bố mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ phải lên Hà Nội làm thuê kiếm tiền trả nợ, ngôi nhà của cô giáo Thục đã trở thành mái ấm thân thuộc của em Trần Văn Phúc ở thôn Hà Linh. Xuất phát từ tình cảm láng giềng và là người trong một họ, cô Thục đã gạt hết mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình như chồng là bộ đội biên phòng thường xuyên vắng nhà, một mình vừa lo công việc ở trường vừa chăm sóc hai con nhỏ để nhận Phúc về nuôi. Tôi nhớ mãi hình ảnh của anh, tức là bố cháu, khi mà tôi vào, tôi thăm anh ấy, tức là anh ấy run, không đi được. Và vừa nói như kiểu vừa khóc ấy, tức là thôi thì anh chẳng biết trông nom vào ai, thì thôi nhờ vào em. Và anh bảo với vợ anh là thôi chỉ nhờ em thôi. Thế là tôi rất là cảm động và tôi cũng trao đổi với chồng tôi. Thế là thôi thì trong trường hợp này rất đặc biệt thì thôi nuôi cháu. Được sự yêu thương đùm bọc của mẹ con cô Thục, những khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống của Phúc được san sẻ. Em rất ngoan ngoãn, luôn cố gắng trong học tập. Năm học nào, Phúc cũng đạt danh hiệu học sinh chăm ngoan, học giỏi. Năm học 2016-2017, Phúc đã đạt giải 3 cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh. Em cũng vừa được Quỹ Thiện Tâm tài trợ một suất học bổng 500.000 đồng mỗi tháng. Tôi chăm chút cho cháu, kể cả từ những cái ăn uống này, ngủ nghỉ này, kể cả giấc ngủ này, ăn uống sách vở, ngồi bọc cho cháu ở từng quyển sách. Hy vọng cái thời thơ ấu của cháu nó đọng lại trong cháu, thì nó sẽ là cái gì đấy đọng lại và nhớ cháu nhớ mãi. Trong tương lai thì gia đình thì riêng tôi thì động viên mẹ của cháu là sẽ cố gắng là về là nuôi cháu và trông cháu, bởi vì nó lên cấp 2 hoặc lớn hơn chút nữa là phải có mẹ mà quản lý cháu. Nếu như mà mẹ cháu mà không trông nom được thì tôi sẽ giúp đỡ thêm. Việc làm nhân ái của cô giáo Trần Thị Thục là tấm gương sáng về cách sống giản dị và tấm lòng thương người như thể thương thân, một đóa hoa đẹp giữa đời thường. Thực hiện kế hoạch số 398 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018, đến nay, các khâu trong công tác tổ chức hội chợ đã cơ bản được hoàn thành và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Theo đó, Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 được khai mạc từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2018 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Đến thời điểm này, các khâu quảng bá nội dung hình ảnh của Hội chợ Xuân lắp ghép các gian hàng đã hoàn chỉnh. Các đơn vị tham gia hội chợ tiến hành vận chuyển hàng hóa về nơi tập kết. Ban tổ chức hội chợ cho biết hiện đã có 10 tỉnh khu vực phía Bắc đã đăng ký tham gia hội chợ, với gần 260 gian hàng đến từ 60 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự, sẽ góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng dịp Tết Mậu Tuất. Chi cục Thú y vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2017 và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản vụ xuân hè năm 2018. Năm 2017, Chi cục Thú y đã triển khai cung ứng đầy đủ các loại vaccine tiêm phòng đạt 100% kế hoạch giao, phun hóa chất khử trùng tiêu độc và rắc vôi bột được trên 37 triệu lượt mét vuông chuồng trại chăn nuôi và môi trường, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. Công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý hành nghề thú y và cấp các loại giấy chứng nhận quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, ý thức chấp hành các quy định trong công tác kiểm dịch giết mổ gia súc gia cầm của các hộ chăn nuôi kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật chưa nghiêm, còn hiện tượng vứt xác gia súc gia cầm ốm chết ra sông, kênh mương làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.
Năm 2018, Chi cục Thú y sẽ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tiêm phòng, vệ sinh, khử trùng tiêu độc, khống chế không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Thời tiết rét đậm, rét hại đã và đang diễn ra. Nếu không có biện pháp chăm sóc và bảo vệ, sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có rau màu vụ đông. Trước tiên, bà con cần hạn chế gieo trồng rau màu khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ, chỉ nên trồng khi nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Nên sử dụng màng phủ nông nghiệp vừa có tác dụng giữ nhiệt và hấp thụ nhiệt cho đất, vừa hạn chế nước bốc hơi và hạn chế cỏ dại cũng như sâu bệnh hại. Nếu có sương muối thì dùng ô doa tưới rửa lá nhằm hạn chế hiện tượng cháy lá và bệnh sương mai gây ra. Bón thêm phân kali và phân lân, giảm phân đạm để cây khỏe mạnh, tăng cường khả năng chống rét, tránh để dư thừa nước sẽ dẫn đến hiện tượng thối lá, thối củ. Trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí và trong đất cao, phần lớn các loại sâu bệnh đều ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi để các bệnh hại do nấm phát sinh. Bà con cần phun định kỳ 10 ngày một lần bằng các loại thuốc trừ nấm đặc hiệu. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng cam cảnh chậu của anh Thiều Quang Hợp, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang cho thu nhập cao. Chuyển biến sau thực hiện giai đoạn 1 kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh ở huyện Văn Lâm. Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội thôn Thọ Quang, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động hoạt động hiệu quả. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.